Làm sao để các bạn thuần được một bé bỏ ú hay là chuột lang như vậy? Đầu tiên, để giúp các bé chuột lang thân thiện và không có sợ chủ, các bạn nên tập đút cho những bé chuột lang ăn giống như mình. Thì để đút cho tụi nó ăn như vậy thì cũng đơn giản lắm. Các bạn chủ yếu là chơi với tụi nó, vuốt ve, chơi với tụi nó mỗi ngày thì tụi nó sẽ thân thiện với mình thôi. Giống như mình vậy nè, ngày nào mình cũng vuốt và chơi với tụi nó giống như vậy hết á, thì dần dần thời gian thì tụi nó sẽ quen và nhận biết mình là chủ và tụi nó sẽ đỡ nhát hơn. Ngoài ra các bạn có thể thả các bé ra ngoài chơi nữa đó.